đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc Phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin phát thanh của Trung tâm Gian hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2023. Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, như thường lệ là bản tin thời sự địa phương, gồm có phần tin phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Tối ngày 21 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức hội thi văn nghệ gia đình hạnh phúc tỉnh An Giang lần thứ 7 năm 2023 tại cụm 1. Đến tham dự của ông Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Hội thi năm 2023 với chủ đề Gia đình Bình An, Quốc gia Thịnh Dượng đã thu hút sự tham gia của 6 đơn vị gồm Châu Đốc, An Phú, Châu Phú, Tân Châu, tỉnh Biên, Tri Tôn. Với 12 gia đình tiêu biểu, các đơn về dự thi sẽ thể hiện hai phần, phần thi tự giới thiệu và phần thi năng khiếu nghệ thuật. Ở phần tự giới thiệu, các gia đình giới thiệu các thành viên nếp sống trong gia đình, những việc thể hiện tình yêu thương chung tay xây đắp gia đình hạnh phúc. Với phần thi năng khiếu nghệ thuật, mỗi gia đình tham gia một tiết mục văn nghệ, tự chọn một trong các thể loại ca nhạc hoặc ca, ngâm thơ, họ già kể chuyện vẽ tranh, viết thư chữ thư pháp, qua tấu hoặc đọc tấu nhạc cụ, múa tiểu phẩm hoặc chập cải lương, trích đoạn cải lương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 6 giải A, 6 giải B và 3 giải phụ, gồm dàn dựng tiểu phẩm hay nhất, sáng tác thơ ca họ già hay nhất và phần tự giới thiệu hay nhất. Thông qua hội thi tạo điều kiện cho các gia đình được giao lưu gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao sự gắn kết và thấu hiểu nhau giữa các thành viên trong gia đình, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh đồng thời góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, của các cấp các ngành và toàn xã hội trong thực hiện luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc phối hợp tỉnh xã Ngọc Châu vừa tổ chức lễ trao tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đến tham dự của đồng chí Phạm Công Đợi, Phó Chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tại buổi lễ, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao tặng 200 phần quà gồm gạo, mì, các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Với tổng giá trị trên 260 triệu đồng do Quà Thượng Thích Giác Dũng, Đại Đức Thích Thiện Định, Chư Tôn Đức cùng Quý Phật Tử và Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, mang tính nhân dân sâu sắc, chia sẻ phần nào khó khăn, động viên bà con có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có được niềm vui, giúp họ vững dàng hơn, cố gắng vượt qua khó khăn dương lên trong cuộc sống. Sáng ngày 23 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phối hợp Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy, tội phạm tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong trường học năm 2023 cho các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông An Giang. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được phổ biến một số thông tin về tình hình tội phạm ma túy cả nước nói chung cũng như tỉnh An Giang nói riêng, các loại ma túy, chất gây nghiện mới, nấp bóng dưới các dạng thực phẩm, nước uống, không rõ nguồn gốc xuất xứ, dễ xâm nhập vào học đường hiện nay tác hại nguyên nhân dẫn đến sử dụng ma túy và cách phòng tránh, các dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy, các quy định của pháp luật về xử phạt các đối tượng sử dụng, buôn bán, tàn trữ, vận chuyển về ma túy, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, trường học, xã hội trong phòng chống ma túy. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp các em học sinh nhận thức sâu sắc hơn về hiểm quả của ma túy, đặc biệt là nâng cao cảnh giác về các loại ma túy, chất gây nghiện mới hiện nay qua đó giúp các em có ý thức cảnh giác và tự phòng tránh để cùng với nhà trường quyết tâm không đẩy ma túy có cơ hội xâm nhập vào môi trường học đường vừa qua thành đoàn hội đồng đội thành phố châu đốc phối hợp phường đoàn và ban chỉ huy quân sự phường châu phú a tổ chức chương trình em học làm chiến sĩ dân quân tự vệ trong thời gian một ngày tham gia chương trình trên 50 đội viên các trường học trên địa bàn thành phố châu đốc được giáo dục truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ địa phương đồng thời giới thiệu nội quy điều lệnh đội hình đội ngũ cách mắc tăng giọng dược vật cản, huấn luyện võ thuật, các tư thế vận động trên chiến trường, các tư thế bắn súng tiểu liên AK và thực hành. Bên cạnh đó, các em còn được giới thiệu, hướng dẫn thực hiện gấp mùng mền để dây dép phơi khăn mặt đúng quy định, trật tự nội vụ. Tổ chức xử lý tình huống khi gặp khó khăn, bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhóm, nói chuyện trước tập thể, tham gia các trò chơi thể thao quân sự, tăng gia sản xuất cùng chiến sĩ, thông qua chương trình nhằm giáo dục kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, giúp các em làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện tính tự chủ, bản lĩnh, nề nếp, kỷ luật, tác phong của người chiến sĩ. Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc phối hợp Công đoàn cơ sở Trường Trung học cơ sở Trương Gia Mô vừa tổ chức giao lưu bóng truyền hơi nữ. Nhân kỷ niệm 93 năm, ngày thành lập Hội Liên nghiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, với tinh thần giao lưu học hỏi vui khỏe các hiệp đấu diễn ra sôi nổi nhiệt tình thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết trung thực của các vận động viên đội bóng truyền hơi nữ của hai đơn vị đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tạo điều kiện để các cán bộ viên chức giao lưu gặp mặt chia sẻ kinh nghiệm thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các vận động viên và các đơn vị phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho công đoàn qua đó góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua tăng cường rèn luyện sức khỏe phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị Thời gian qua, Đảng Quỹ, Ủy ban nhân dân xã Dinh Tế mà nòng cốt là lực lượng công an xã tích cực tham mưu biện pháp kế hoạch, tăng cường lực lượng, tuyên truyền vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành kế hoạch kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử. Trong quá trình thực hiện, song song với công tác thu nhận hồ sơ, lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Ngoài tuyên truyền về tiện ích, ý nghĩa của ứng dụng VNEID nhằm thay thế những giấy tờ truyền thống, lực lượng công an trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động người dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thông qua đó, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng và các tiện ích của ứng dụng VNEID đối với các lĩnh vực đời sống, xã hội, người dân cần giao dịch mà còn giúp công an xã dịnh tế sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao để chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, thành phố đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền với đa dạng các hình thức nhằm giúp người dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết. Từ đó, mọi người sẽ tích cực hưởng ứng, thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Để công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết được thực hiện kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ bùng dịch, các phường xã trên địa bàn thành phố đã thường xuyên tổ chức ra quân, thực hiện chiến dịch tuyên truyền, vận động người dân vệ sinh môi trường chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước, nơi lăng quăng bọ gậy, mũi dễ phát triển, và thả cá diệt lăng quăng vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Đồng thời đảm bảo tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại dùng có nguy cơ bùng phát dịch phải được kiểm tra, giám sát, xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của mũi để tiến hành các biện pháp tiêu diệt lăng quăng bọ gậy theo hướng dẫn của cơ quan y tế bên cạnh đó các phường xã còn tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh sốt xuất huyết các biện pháp phòng chống để người dân hiểu được nguy cơ sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết và hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho cá nhân và cộng đồng chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước động nơi lăng quăng bọ gậy mũi phát triển Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành địa phương, rất cần ý thức của mỗi gia đình trong việc loại trừ các ổ sinh sản của mũi, áp dụng các biện pháp phòng chống mũi đốt và đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết để được tư vấn điều trị kịp thời. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng chống và báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn trên hệ thống VAHIT Căn cứ công dân số 7216 trên BNNTI ngày 9 tháng 10 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống và báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn trên hệ thống VAHIT. Thực hiện công dân số 5641 trên VBUBNG KTN ngày 13 tháng 10 năm 2023 của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống và báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn trên hệ thống VAHIT. Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y, trong hơn 9 tháng đầu năm 2023, cả nước có 18 ổ dịch cúm gia cầm CDC AH5N1 tại 11 tỉnh, số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu quỷ hơn 34.000 con, giảm trên 57% so với cùng kỳ năm 2022. 390 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại 41 tỉnh, thành phố với hơn 14.000 con lợn mắc bệnh, chết và bị tiêu quỷ, giảm trên 73%. 96 ổ dịch viêm da nổi cục tại 14 tỉnh, số trâu bò mắc bệnh 438 con giảm trên 80%. 22 ổ dịch lỡ mồm long móng tại 11 tỉnh, thành phố, số gia cầm mắc bệnh 753 con tăng gần 243%. 3 ổ dịch bệnh tai xanh tại tỉnh Cao Bằng, Năm ổ dịch bệnh nhiệt tháng tại 3 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, đặc biệt có 276 trường hợp chó mèo nghi mắc bệnh dại đã được báo cáo tại 30 tỉnh thành phố, đặc biệt có 65 người tử vong vì bệnh dại tại 27 tỉnh thành phố, tăng 15 trường hợp người tử vong. Tại An Giang, từ đầu năm 2023 đến nay, ngành chăn nuôi và thú y đã chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nên thời gian qua, tình hình chăn nuôi của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định. Tính đến nay, tỉnh An Giang không xảy ra dịch bệnh cúm da cầm, tai xanh ở heo, lỡ mồm long móng, dại trên chó, dịch tả heo châu Phi và diêm da nổi cục trên trâu, bò liên tục đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng các bệnh bắt buộc theo đúng quy định trên đàn gia cầm gia súc, đảm bảo vật nuôi đều được tiêm phòng đầy đủ và đạt tỷ lệ tiêm phòng cao, đạt tỷ lệ trên 80% so với tổng đàn. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến dịch bệnh xảy ra là do chủ vật nuôi chưa chú trọng đến công tác phòng bệnh bằng vaccine phù hợp với thời tiết nắng mưa diễn ra thất thường là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát triển nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm cũng như kiểm soát tốt dịch bệnh tái phát và lây lan góp phần phát triển chăn nuôi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị quỹ ban nhân dân các quyện thị xã thành phố chỉ đạo phòng kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn và các cơ quan chuyên môn tập trung triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật, trong đó chú trọng những biện pháp sau. Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tích cực thực hiện tiêm phòng và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tăng cường giám sát dịch bệnh trên vật nuôi, chú ý tại các khu vực có nguy cơ cao, khu vực từng có dịch bệnh xuất hiện nhằm phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý dứt điểm, tránh dịch bệnh lây lan. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, bán chạy, giết mổ động vật nghi mắc bệnh, dứt sát động vật, chết ra môi trường làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Thực hiện các biện pháp thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ tác hại của dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh, tiêu độc khử trùng, chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tiêm vaccine và lợi ích của việc tiêm vaccine đầy đủ để phòng các bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi. Chi cục chăn nuôi và thú y chỉ đạo các phòng trạm trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ như sau. Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí để chủ động triển khai kịp thời có hiệu quả tất cả các nội dung của các đề án chương trình kế hoạch quốc gia phòng chống dịch bệnh động vật tại địa phương năm 2024 và các năm tiếp theo. Báo cáo kịp thời đầy đủ chính xác số liệu tình hình dịch bệnh, kết quả giám sát dịch bệnh, tiêm phòng, quản lý cơ sở, dùng an toàn dịch bệnh và thực hiện nghiêm công tác báo cáo, sử dụng các hợp phần mới của hệ thống quản lý thông tin dịch bệnh động vật Việt Nam hệ thống VAHIT. Tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch quốc gia, phòng chống dịch bệnh, cấm da cầm, dịch tả heo châu Phi, lỡ mồm lông móng, diêm da nổi cục dạy năm 2023 những tồn tại, bất cập, khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới gửi Cục Thú Y chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2023. Chỉ đạo trạm chăn nuôi và thú y các quyện thị xã thành phố thực hiện rà soát thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi trên địa bàn, tổ chức triển khai tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung các bệnh bắt buộc cho đàn vật nuôi theo đúng quy định, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn vật nuôi trên diện tiêm. Cần chú ý các đàn vật nuôi tại các vùng, các khu vực có nguy cơ cao, các đàn vật nuôi đã được tiêm phòng nhưng sắp hết thời gian miễn dịch. Chỉ đạo trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu phối hợp tốt với các ngành chức năng địa phương tăng cường công tác quản lý kiểm dịch kiểm soát vận chuyển động vật sản phẩm động vật kiểm soát giết mổ động vật đặc biệt tổ chức ngăn chặn và đề xuất xử lý Nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật sản phẩm động vật trái phép Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Quỹ ban Nhân dân các quyền thị xã thành phố chỉ đạo các ban ngành địa phương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Chi cục chăn nuôi và thú y tập trung triển khai thực hiện công tác phòng chống và báo cáo dịch bệnh động vật trên cạn, trên hệ thống Vahit, góp phần kiểm soát tốt và ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh tái phát, lây lan trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có dướng mắt, đề nghị liên hệ chi cục chăn nuôi và thú y phối hợp xử lý kịp thời thực hiện đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia. Hiện nay, các địa phương trên toàn quốc đang tích cực triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử, có số thuê bao điện thoại di động chính chủ, điện thoại thông minh, tài khoản định danh điện tử của mỗi công dân thông qua ứng dụng VNEID là tài khoản có thể tích hợp được nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế và các loại giấy tờ khác. Khi có nhu cầu, người dân chỉ cần mở ứng dụng tài khoản này trên điện thoại để xuất trình mà không cần mang theo từng loại giấy tờ riêng lẻ. Đặc biệt, thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 2, người dân đang ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể thực hiện được các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến như thanh toán quá đơn, điện nước, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển tiền, thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng và các giao dịch khác trên môi trường điện tử. Do đó, khi đã cài đặt định danh điện tử mức độ 2 sẽ giúp người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính của bản thân và gia đình. Hiện nay và trong thời gian tới, mọi thủ tục hành chính đang và sẽ chỉ được thực hiện qua hình thức dịch vụ công trực tuyến. Người dân có nhu cầu, nếu chưa cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, sẽ không hoặc gặp khó khăn trong thực hiện các thủ tục giấy tờ của mình. Như vậy, để thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Tổ đề án 06 thành phố và Tổ đề án 06 các phường xã xin thông báo và kính mời toàn thể nhân dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn thành phố Châu Đốc tích cực hưởng ứng tham gia đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cụ thể như sau. Về thời gian, tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Về địa điểm thu nhận kích hoạt, địa điểm cố định tại Công an thành phố Châu Đốc, Công an các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Người dân có thể chọn địa điểm thuận lợi nhất để thực hiện đăng ký, kích hoạt, không phụ thuộc nơi đăng ký cư trú. Địa điểm lưu động tại các khu vực của Tổ đề án 06 thành phố và của phường xã đến hoạt động, có thông báo cho người dân biết trước khi đến để hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số quốc gia của chính phủ vì lợi ích của mọi người dân cả trước mắt và thời gian tới tổ đề án 06 thành phố và tổ đề án 06 các phường xã xin thông báo và đề nghị mọi người dân trên địa bàn thành phố nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia cao điểm đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 từ nay đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 tổ đề án 06 thành phố Châu Đốc và tổ đề án 06 các phường xã thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố biết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị, để phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân chủ động tích cực, tự giác trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ có hiệu quả. Ngày 3 tháng 10 năm 2017, Ban Bí thư ban hành quyết định 99 quy đề trên TVK về việc hướng dẫn khung để các cấp quỹ, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đảng ta đã xác định rõ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng, hệ thống chính trị là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của đảng của chế độ. Trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái đó, nhân dân đóng một vai trò hết sức quan trọng. Để phát huy vai trò của nhân dân trong cuộc đấu tranh này, thực hiện kết luận 54 ngày 5 tháng 9 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện quyết định 99 quy dây trên TVK ngày 3 tháng 10 năm 2017, Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang đã ban hành kế hoạch 134 KH trên TU. Để tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, từ diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh các cấp quỹ tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường lãnh chỉ đạo tổ chức quán triệt và tiếp tục triển khai quyết định 99 quy đề trên tvk gắn chế thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội 11 đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng đảng, hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh. Theo đó, các cấp ngành địa phương đơn vị tiếp tục cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, sát giới thực tiễn. Thực hiện có hiệu quả pháp luật về dân chủ ở cơ sở, tiếp cận thông tin, những quy định liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện định kỳ việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan nhà nước, cán bộ công chức trực tiếp giải quyết công việc có liên quan đến nhân dân, đề cao trách nhiệm tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp dân, tăng cường tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân, tiếp nhận trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp, khiếu nại tố cáo của công dân và những vấn đề nhân dân quan tâm dư luận bức xúc tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ khuyến khích người dân phát hiện tố giác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa phát huy vai trò nồng cốt của mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đối với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kết luận 54, quyết định số 99 quy đề trên TVK, định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xử lý nghiêm minh kịp thời cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh kiến nghị của nhân dân phát hiện biểu dương khen thưởng tổ chức cá nhân có cách làm sáng tạo hiệu quả nhân rộng mô hình tốt trong thực hiện kết luận 54 can lời trên tv kép và các văn bản liên quan thực hiện tốt việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ còn góp phần tăng cường lãnh chỉ đạo cụ thể quá tổ chức thực hiện đổi mới phương thức hoạt động theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát. Việc lắng nghe, tiếp thu, giải quyết ý kiến phản ánh của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực nhằm phát huy ngày càng tốt hơn quyền và trách nhiệm của nhân dân trong tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Từ đó nhân dân tin tưởng, chủ động và tích cực hơn trong tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Từ diễn biến tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên góp phần quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Quý chị cho các bạn vừa nghe bài phát huy vai trò nhân dân trong đẩy lùi sự suy thoái. Quý vị và các bạn thân mến, 3 năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt vai trò là lực lượng chủ trì nồng cốt chuyên trách trong quản lý nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp năm huyện thị xã thành phố biên giới thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Phát huy vai trò lực lượng nồng cốt ở biên giới. Nhiều thành tích nổi bật của đơn vị được ghi nhận trong thời gian qua như tập trung lãnh chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm các hiệp định, hiệp nghị, quy chế, khu vực biên giới cửa khẩu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, phối hợp đấu tranh giải quyết tốt vụ việc liên quan đến hai bên biên giới, tích cực tham gia phân giới cắm mốc, duy trì giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với chính quyền các lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia phía đối diện thông qua hoạt động kết nghĩa thăm tặng quà hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, lực lượng bộ đội biên phòng đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm qua lại hoạt động trên địa bàn biên giới. Độc lập bắt 45 vụ, 41 đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển tàn trữ trái phép chất ma túy, tiếp nhận 9 vụ, 85 nạn nhân liên quan tội phạm mua bán người. Bắt xử lý 748 vụ, 229 đối tượng buôn lậu gian lận thương mại trị giá hàng hóa khoảng 30,7 tỷ đồng. Phối hợp kiểm tra bắt và xử lý 533 vụ, 283 đối tượng trị giá hàng hóa khoảng 35,7 tỷ đồng, độc lập bắt 3 vụ, 4 đối tượng thu giữ 57 kg cần sa, phối hợp bắt 2 vụ, 3 đối tượng thu giữ 18,6 kg ma túy đá, methamphetamine. Toàn đơn vị tập trung triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh cho người, phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại biên giới chặt chẽ đúng pháp luật, tạo thuận lợi cho giao lưu, phục vụ tốt yêu cầu hội nhập hợp tác phát triển kinh tế của đất nước. Bộ đội biên phòng tỉnh tham mưu địa phương triển khai thực hiện chất lượng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tích cực giúp dân phát triển kinh tế gian hóa xã hội, củng cố cơ sở chính trị địa phương, dẫn mạnh với nhiều chương trình mô hình hiệu quả thiết thực, được cấp quỹ đảng chính quyền địa phương đánh giá cao, năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị dưỡng dàng, ý thức trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả, đảng bộ, bộ đội biên phòng tỉnh cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu yêu cầu chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu, nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đại tá Lê Hoàng Diệt, Quỹ viên Ban Thường vụ Đảng Quỹ, Phó Chính quỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh, thông tin những thành tích trên đến từ những bài học kinh nghiệm quý giá đó là phải nắm chắc dự báo đánh giá đúng tình hình xử lý các vấn đề biên giới phải kiên quyết khôn khéo mềm dẻo vừa hợp tác vừa đấu tranh giữ vững chủ quyền lãnh thổ không để xảy ra xung đột trên tuyến biên giới thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các lực lượng đoàn thể địa phương, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong quản lý bảo vệ biên giới, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ biên giới với việc tham gia xây dựng và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát tập trung vào những nhiệm vụ nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, lấy ngăn chặn phòng ngừa là chính, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm với tinh thần, không có dùng cấm, không có ngoại lệ. Quỹ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến đề nghị Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm được chỉ ra, lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì thực hiện tốt pháp luật hiệp định hiệp nghị quy chế khu vực biên giới cửa khẩu đấu tranh hiệu quả với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cùng với đó thực hiện nghiêm các nguyên tắc của đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đội ngũ cán bộ đảng viên chủ động làm tốt công tác quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong bộ đội biên phòng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị, khi xã hội phát triển, vấn đề về bình đẳng giới ngày càng được quan tâm. Những nỗ lực bảo vệ phụ nữ, trẻ em từng bước đi vào cuộc sống, giúp thay đổi nhận thức hành động của từng cá nhân, gia đình, góp phần xây dựng văn hóa con người một trong những mục tiêu về xây dựng và phát triển văn hóa con người châu đốc xây dựng và thực hiện tốt các chuẩn mực giá trị văn hóa phù hợp với truyền thống của dân tộc và của quê hương tạo môi trường thuận lợi để mỗi cá nhân phát triển về nhân cách đạo đức lối sống trí tuệ năng lực sáng tạo thể chất tâm hồn trách nhiệm xã hội nghĩa vụ công dân ý thức tuân thủ pháp luật thời gian qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố châu đốc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình đến hội viên với nhiều hình thức thiết thực phong phú. Thông qua hoạt động tuyên truyền, các cấp các ngành từng bước nâng cao nhận thức của mỗi người dân về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ trẻ em và xây dựng văn hóa con người châu đốc toàn diện, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và xu thế của thời đại. Gia đình chỉ có thể hạnh phúc và là nền tảng phát triển con người khi trong gia đình có sự tôn trọng, hòa hợp giữa các thành viên, các thế hệ. Cụ thể như chị Lữ Thị Bích Hạnh ở Khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ chia sẻ, vợ chồng chị luôn thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động, giáo dục và nuôi dạy các con ăn học thành tài. Gia đình chị sống hạnh phúc, hòa thuận, việc lớn hay nhỏ trong nhà, vợ chồng chị đều cùng nhau bàn bạc chia sẻ với nhau, tôn trọng các ý kiến với nhau. Gia đình chị luôn đặt sự yêu thương và tôn trọng giữa các thành viên lên hàng đầu. Có thể nói, ngày nay việc bất bình đẳng giới thể hiện ở nhiều mặt trong đời sống xã hội lựa chọn giới tính thai nhi phân biệt trong cách chăm sóc và giáo dục trẻ phân biệt trong việc định hướng lựa chọn nghề nghiệp của trẻ để bảo vệ phụ nữ trẻ em thì biện pháp hữu hiệu nhất chính là truyền thông nâng cao nhận thức trang bị kỹ năng cho tất cả đối tượng thành viên trong gia đình chỉ khi nào sự tôn trọng cảm xúc tôn trọng cái riêng của mỗi người được nâng lên mới có thể giảm bớt tình trạng bất bình đẳng phụ nữ trẻ em cần được tôn trọng đối xử công bằng điều đó yêu cầu từng cá nhân phải có kiến thức và kỹ năng trong xã hội ngày nay việc bảo hành trên cơ sở giới thường không thể hiện dưới hình thức bảo hành thể chất mà là bảo hành bằng lời nói kiểm soát về kinh tế và bảo hành tình dục việc tuyên truyền về bình đẳng giới được các địa phương hội đoàn thể thực hiện thường xuyên nhằm giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới trong gia đình các lớp tập quấn tuyên truyền được hội liên hiệp phụ nữ tổ chức thường xuyên ở tất cả các cấp từ thành phố đến cơ sở Bên cạnh đó, các ban ngành đoàn thể cũng tổ chức nhiều buổi nói chuyện, tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn. Các hội đoàn thể và các địa phương cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền lòng ghép trong các cuộc họp. Ngoài ra, địa phương còn cung cấp đến người dân các số điện thoại để được hỗ trợ can thiệp kịp thời và ngăn chặn tình trạng bạo lực xảy ra. Đến nay, hầu như 100%, chi hội trưởng các chi hội phụ nữ, phường xã đều được tiếp cận tập quấn kiến thức về bảo vệ phụ nữ trẻ em. Họ là cầu nói quan trọng giữa phụ nữ, trẻ em tại địa phương và chính quyền, cơ quan chức năng khi có vấn đề bạo hành xảy ra. Cùng với đó, Hội Liên nghiệp Phụ nữ thành phố phối hợp cùng Hội Liên nghiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức kỹ năng phòng chống xâm hại phụ nữ trẻ em và tư vấn sức khỏe, tuyên truyền an toàn giao thông, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới, tuyên truyền thông về pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ, tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia hội, phối hợp cùng phòng lao động thành phố tổ chức tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Các cấp hội phụ nữ thành phố Châu Đốc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, vai trò vị trí của phụ nữ, các chính sách liên quan đến cán bộ nữ qua hoạt động của các cấp hội, các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đồng thời phối hợp tập quấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức chuyên môn về bình đẳng giới và kỹ năng lòng ghép giới cho cán bộ hội các cấp, phối hợp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và phát huy được thế mạnh của phụ nữ. Quý vị và các bạn vừa nghe bài các cấp hội phụ nữ thành phố đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới góp phần xây dựng văn hóa con người châu đốc văn minh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt